Nhầm rồi, Linh Hào Hôm In In Nào. Nào vậy bạn Hà Phương chịu thua chưa? Tôi xin mời một bạn có nick là Nguyễn Thị Ngân nào. Em ơi cô, em không chưa làm được câu này ạ. Thế em dịch ra. Khu vườn làm sao? Khu vườn là B2 là đẹp Ồ không, B2 là cô dạy từ B2 là vị trí số 3 rồi sau mà. đằng sau ạ. Vậy là khu vườn ở đằng sau ngôi nhà của Linh. Vậy ngôi nhà của Linh ở đâu? Của Linh đằng trước khu vườn ạ. Ồ thế đằng trước là gì em nhỉ? Cô dạy rồi. In front of. Rồi, vậy bạn Ngân biết không? In Vậy là in front of. Vậy là bạn Hà Phương cũng chưa nghĩ ra, bây giờ nghĩ ra chưa? In front front of. Mà các em dùng từ before cũng được các em of. ạ. Đằng giữa ơn, đằng sau thì Ở đằng sau thì bây giờ đổi lại. Đổi lại vị trí lại thì nó chẳng là đằng trước thì gì? before là đằng trước mà cô. Đúng rồi, đúng rồi, anh đúng Before là đằng rồi. trước. Thế bây giờ mình đổi đổi chủ ngữ thì mình chẳng phải đổi giới từ, chỉ vị trí là Em nhầm B2 thì là cô. before đúng không? Và đổi giờ giờ Linh Hào với lại giờ The The Garden. Thấy hiểu chưa bạn Nguyễn Thị Ngân? Garden. Rồi phải ghi lại đi. Vậy chúng ta còn yếu về từ vựng lắm nhá. Cô đã dạy Rồi theo phương pháp siêu trí nhớ, chúng ta biết B2 là đằng sau rồi. Thì trái ngược với nó sẽ là in front of và before thôi là xong. Đấy. em Thầy các em ghi đã vào. Chắc chắn vào nhá, ghi cả từ before vào. Câu số 7 tôi xin mời bạn Minh An nào. Minh An nào. Minh An có mic không? em ạ. Em với cô là cô là on the left of the À, cửa hàng sách ở bên trái ạ. bên phải Đúng không, em ở bên của phải. hàng photocopy. Thế bây giờ cửa hàng photocopy làm sao? Ở bên trái có sách ạ. Phải nói như nào đây? Is on the left of the À, từ left viết như nào nhỉ? bookstore. Of the bookstore. Ok, at the bookstore. Rồi, vậy là chúng ta chỉ cần thay từ right với từ left là trái ngược nhau rồi là tốt rồi. Rồi, vậy tiếp theo. Câu tiếp theo rất là dễ. Câu tiếp theo rất là dễ nên tôi sẽ mời bạn Nguyễn Công Quang nào. Nguyễn Công Quang. Em như cô là đâu làm sao? Nào em dịch ra nào cô An. Museum là gì nhỉ? bảo tàng ạ. Rồi viện bảo tàng. Viện bảo tàng ở Ở đằng sau sân vận động ạ. sân Đằng sau sân vận động, đúng rồi. Thế bây giờ mình sẽ dịch được là sân vận động làm sao? Is in ở front trước bảo of tàng. Thế thì giống câu the mấy nhỉ? Câu Rồi, vậy số 6 ạ. chúng ta ghi ra đi, bạn Công Quang trả lời cho tôi nào, đáp án là gì? It in
Thôi thế thì như này, còn nhiều bạn chưa biết làm quá. Bạn bạn Nguyễn Công Quang còn yếu từ vựng quá. Tôi đã bảo giống y câu 6 mà. Em Liên ạ. Tức là viện bảo tàng ở đằng sau viện vận động thì sân vận động phải ở đằng trước của viện bảo tàng. Vậy đằng trước là gì ở câu 6 đây? Đằng trước là gì nhờ bạn Quang? Inform ạ. Inform In front of, em ghi ra vở đi. luôn. In front of hoặc là before Là giờ the giờ museum, như đúng rồi. Em viết là dịch ra nhá. Vậy là còn rất nhiều bài tập, nhưng mà hơi các bạn hơi yếu nha. Bạn Thùy Linh, Nguyễn Thùy Linh. cô ơi, lớp em không có Thùy Linh ạ. Tức là tôi thấy có hiện ở đây, có hiện tên ở đây thì tôi gọi. Chứ còn bạn ấy tên là gì bạn ấy sẽ tự nói. Là của bạn Đức đấy cô. Bạn bán Đức đấy cô ạ. Rồi Bá Đức. Bá Đức làm câu số 19 nào. Chứ bạn à, lúc đấy là bạn Em thưa Quang. cô. Quang là chưa làm được mấy nhá. Quang chưa làm được. Tí tôi hỏi là bạn Quang. Bá Đức làm câu 9 nào. Câu 9 này nó trái ngược với câu nào nhỉ? Trái ngược với câu 3 này này. Câu 9 trái ngược với câu Đúng không? Vậy em ghi được câu 3 chưa? Em ghi rồi cô ạ. Ừ, thế như Em nào chưa Đức? làm câu 9. Câu 9 làm như nào? Em chưa làm câu 9. Chưa làm thì bây giờ em làm đi. Em Nguyên ạ. Con thư. Xin mời bạn Anh Quỳnh Liên Trang ạ. nào. Quỳnh Trang nào. Quỳnh Trang. Em đã có làm xong ạ. Bạn Em Mai Liên nào. ạ. Nguyễn Xuân Mai. Nguyễn Xuân Mai nào. Em là cô nghe thấy em nói không cô? Em có làm được câu 9 không? Em không làm được ạ. Bạn Nghe Nguyễn Thị, ạ. Nguyễn Thị Em Liên ạ. Hà, bạn Nguyễn Nguyễn Thị Hà Vi có làm được không? Em Nguyên ạ. Nguyễn Thị Hà Vi có làm được không đã? Em đang làm ạ. Thế Hà Vi làm câu 9 như nào? Nào, Hà Vi này, Mai này, Đức này. Cô thấy rất là thất vọng nhá. Đây cái câu số 3 này y hệt như ở đây. Là Peter how is near the station. Đây, thế là chủ ngữ 1 y trong near chủ ngữ 2 thì nó sẽ bằng với câu là chủ ngữ 1 isn't far from chủ ngữ 2. Vậy bây giờ mình chỉ cần thay near bằng gì nhỉ? Far from, thế là xong. From. Vậy nó sẽ được là isn't far from cái gì? From the river. Thế. Đấy, vậy chúng ta phải học lại đi, cẩn thận vào, nhanh vào nào. Phản ứng nhanh vào là bởi vì những cái câu này nó giống nhau mà. Vậy, xin mời bạn Quang làm câu số 10 nào. Em với cô là
Quang làm câu số 10 nào. Bạn ấy tên Diệu Linh ạ. Ừ, Diệu Linh làm câu 10 nào. Diệu Linh. Diệu Linh là lớp trưởng đấy à? Không ạ. Ừ. Vậy lớp trưởng làm câu 10 nào. Em được xong ạ. À, cái câu này là em Liên ạ. Cái câu này giống như cái câu đầu mà bạn Liên làm đúng không nhỉ, Liên nhỉ? Giống như câu đầu bạn Liên làm, nghĩa là có một cái tủ lạnh, à một cái điều hòa và một cái quạt ở trên, ở trong phòng khách. Vậy phòng khách thì có một cái điều hòa và một cái quạt trần. Vậy câu này anh tương tự, trường tôi có một cái sân nhỏ. Vậy thì suy ngược lại mình sẽ được cấu trúc là re gì? Jerry cái gì? In our school. Rồi đúng rồi, vậy rất là dễ. Bạn lớp trưởng nhắc lại nào. Z gì? Z y. Jerry gì nhở? In our school. In our school. Rồi, vậy đi thi có câu này em có làm được không? Hả? À, lớp trưởng, đi thi có câu này được cái gì rồi? Bây giờ bạn Diệu Linh nhắc lại. Dê gì? Yes. Oh. Jerry. Em phụ lòng ạ. Jerry. Mo. Jerry gì? Chỉ vật. Redis. Lúc nào chả Jerry cộng với lại một cái vật nào đó ở đâu đó đúng không? Jerry gì? Jerry nhá, em phải biết cấu trúc này nhá, lúc nãy ghi chưa? Lúc nãy ghi bài chưa? Jerry. Đây này. Cấu trúc 2 để ghi nhớ hai đây, Jerry cộng vật cộng với in cộng với lại place. Nghĩa là có cái gì đó ở đâu đó, vậy Jerry ơ. Small. Yes. Nghĩa là có một cái sân nhỏ trong trường tôi, phải nói như nào? Không dùng từ has nữa. Mình đã dùng từ Jerry rồi thì không dùng từ has, và đã dùng từ has thì không dùng Jerry. Thế lúc nãy công thức 2 em ghi chưa? Vậy Jerry a small rat làm sao? In our school. Nào vậy em phải xem lại bài giảng này rất nhiều lần mình đi nhá. Chứ còn yếu lắm. Diệu Linh ạ. Chưa biết làm. Chưa được 50% ấy. Chưa được 50%. Em chưa hiểu bài này. Đi thi chắc chắn là có giảng bài này em ạ. Mẹ em phải học cẩn thận hơn. Bây giờ là câu số 11. Em thưa ạ. À, rồi xin mời em, bạn. Em Liên ạ. Nguyễn Quỳnh Anh nào. Em đây ạ. Yes, em nào đi. Em thưa cô là My house in front of the hospital. Wow, the hospital. Em Nguyên ạ. Bệnh viện.
cái này, này là ở đằng trước của cái này. Thế mà cái này cũng ở đằng trước của cái này à? Thế làm sao được? Em Nguyên ạ. Chúng ta phải dùng gì nhở? Em Nguyên ạ. Rồi Nguyên nào? Dùng gì? Cô cô là my house is behind the hospital. À, behind the hospital. Hospital nghĩa là gì em nhở? Em ơi, cô nghĩa của câu này là nhà của tôi ở đằng sau bệnh viện ạ. Đúng rồi, đang ở đằng trước. Đằng bệnh viện đằng trước nhà tôi thì bây giờ mình phải làm là nhà tôi đằng sau bệnh viện chứ. Được chưa nhở? Nào bạn Quỳnh Anh nhắc lại nào. Em ơi, cô là my house is behind the hospital. Biết viết chưa? Rồi ạ. Behind, cô viết như này được chưa? Chưa. À, như nào mới đúng? Cô thiếu chữ y ạ. Rồi, vậy là nhớ cách viết rồi đấy. Vậy chúng ta phải học kỹ vào nha, từng chữ một. Vậy đấy là một bài tập rất quan trọng mà tôi muốn truyền đạt đến chúng ta. Chúng ta phải biết viết câu, viết đi viết lại nhiều lần. Kể cả trên lớp thầy cô cho viết đi viết lại câu hỏi rồi đề bài, chúng ta không được ngại mà phải chịu khó viết đi viết lại, viết dịch thì sẽ mới làm được bài. Vậy chúng ta chuyển sang một bài tập khác về từ vựng. À, vậy xin mời các em hãy quan sát các từ vựng sau đây. Chúng ta có từ garden là gì? Vườn ạ. Vườn ạ. Bathroom garden là gì? Vườn ạ. Phòng tắm ạ. Bathroom là phòng tắm. Phòng tắm ạ. Cupboard. Cupboard. Apartment. Căn hộ ạ. Cousin. Anh em họ ạ. Anh em họ. House. Nhà. Room. Phòng. In front of. Đằng trước. Kanji house. Nhà của khách. Living room. Phòng khách là phòng khách. Vậy xin mời các em hãy điền vào các câu này. 10 câu này. Cho chị điền từ thôi đúng không? Không phải viết cả câu ra đúng không cô? Không, chúng ta chỉ ghi đáp án thôi. Nào, bắt đầu các em ghi đáp án bằng ghi tiếng Việt nhá. Bắt đầu. À, xin mời các em hãy đọc theo cô. Bathroom. Bathroom. I. Bow. Sandwich. Sandwich. School. Chicken. School. Chicken. Chicken. Ram. Many. Engineer. Trượt mất điểm 10 ở bài này rồi. Để xin mời làm tiếp bài tiếp theo. Nào xin mời các em hãy viết ra. Em làm ạ. Rồi viết ra đã. Viết ra vở đi. Em viết ra vở đi.
asking for em nói con ba là Pikachu. Cô ba Pikachu. Thế câu bố là bamboo tree. Câu 6 là cái gì? Câu 4 là cái số mà. Bố là bamboo thôi. Bamboo tree. Câu 6 là cái gì? À ping pong. Red and blue. Câu ba là Pikachu à? Dance. Câu ba là dance sao ấy? Không, câu ba là Pikachu. Để mày đọc luôn được bài đi. What can you see there on the picture? Ô, tao chẳng phải nó đang nhảy ư? Thì cuối cùng là nó đang nhảy. Câu ba Pikachu của tao. Thì đây là Pikachu. Là không có. Nhưng ba là Pikachu. Không, không có là Pikachu. Pikachu là đẹp dữ. Đấy, chưa? Không. Đúng rồi. Bamboo. Ủa mày sao? Bamboo. Con cô. Tắt đi. Xong chưa? Rồi ạ. Rồi mẹ ai cũng không lấy điểm đây. Em đạt ạ. Em Ngân ạ. Ngân nào? Rồi xin mời bạn Ngân nào. Câu 1 làm gì Ngân? Em là bô. Câu 1 là bô ạ. Rồi câu 1 là bô. Câu 2 là gì? Câu 2 em không biết đọc nhưng mà em chỉ biết Baking. À làm bánh baking. Là bake. Maker là người làm bánh. Em ghi vào. Câu 3 là Pikachu. À baker là người làm bánh. Baker là người làm bánh nha. Rồi câu 3 là gì? Câu 3 là chủ. Pikachu. Rồi câu 4 là gì? Bamboo tree. Bamboo tree là cây. Bamboo. Cây tre. Rồi tiếp câu 5. Bike. Câu 5 là bike. Ok, câu 6. Ping pong. Ok. Câu 7. Câu 7 như là boy thì phải. Ok, câu 8. Boy à? Câu 8. Park là công viên. Câu 9. Câu 9 em không biết là vậy. Đây là cái gì nhỉ cả lớp? Cái giỏ giống như cái rổ hay là gì? Basket. Basket. Rồi. Vậy là từ vựng. Chúng ta phải tự học nhá. Bạn Ngân thì cũng có biết đọc. Có biết từ thôi nhưng mà chưa biết đọc. Ngân phải luyện đọc đi. Như này chỉ được 7 thôi. Này còn bạn Minh này hôm nọ xé sách bạn thì chả biết là đã đổi cho bạn chưa? Chưa chưa. Hả? Bạn Minh này hôm nọ xé sách bạn đã đổi sách cho bạn chưa? Minh. Bạn nào bị bạn ấy xé sách hay đổi chưa? Ôi, thì bạn Minh không học ngay sao ấy. Bạn Minh. Minh thoát ra rồi à? Em thưa cô. Rồi. Đầu tiên là bạn ấy bỏ đổi xong em thấy em mở sách bạn ấy ra em chả thấy bài nào gọi là làm đủ cả nên em không đổi nữa cô ạ. Thế thôi được cũng được. Bây giờ cũng quan trọng là kiến thức nhiều hơn là được nhá. Vậy ai tìm cho tôi được những từ trong này? Những tính từ trong này? Em ạ. Rồi bây giờ mỗi người tìm một từ nhá. Em Huy ạ. Rồi bây giờ tôi tính theo tổ đi. Em Huy. Tổ trưởng tổ 1. Cho tôi một từ nào. Các bạn trong tổ 1. Em Minh Liên ạ. Rồi Liên nào? Liên ở tổ 1 à? Long. Ở trong lớp 1.
Cái gì? Ở trong thứ bảy từ long ạ. Long. Ok. Là long dài. Dài. Rồi. Nữa. Đi nữa nào? Em chưa tìm ra. Rồi, thế xung phong ầm ầm như là đúng rồi, biết rồi. Các bạn khác nào? Không ạ. Các bạn khác nào? Không ạ. Rồi, vậy thôi bài này tôi nói nhanh nhá. Đây, ngần này từ cơ mà. Cheerful này. Bad này. Careful này. Hungry này. Worse này. Youthful này. Rồi là quiet này. Rồi là kind này. Tốt bụng em ơi, em có ý kiến ạ. Rồi em nói đi. Em coi là từ worry không phải tính từ ạ. Worry đâu? Ở dòng thứ 3. À nhưng mà người ta có cho vào đâu. Worry là động từ mà em. Worry là lo lắng. Worry là động từ nhá. Không đúng. Vậy chúng ta phải tăng vốn từ của mình lên, biết dịch và phải biết nó là từ loại gì mới có thể làm được bài tập tiếng Anh một cách xuất sắc. Vậy bây giờ làm nhanh bài tập này nào. Câu 1 là gì đây? Sending a letter. Sending a letter. Sending a letter. Gửi thư. Bức tranh B. Play football. Bức tranh 3. Talking. Ok, bức tranh 5. Painting. Bức tranh 6. Having dinner. Rồi, câu bài tập này rất là dễ. Tôi chuyển sang bài tập khó hơn. Nào, wow. Câu 1. Cho các bạn suy nghĩ. Em được Vinh ạ. Em Thanh. Nào các em tắt mic đi, suy nghĩ đã. Suy nghĩ đã. Và tôi sẽ mời một bạn dễ nhất xem bạn ấy có làm được không. Trắc nghiệm. Bạn Nam nào. Câu Nam. Câu này em chọn gì Nam? Em hôm qua em chọn là em cũng chọn B ạ. Why don't we go to the movie? Câu 2 em chọn gì? Em hôm qua là em chọn là C. C. Câu 3. Bạn lên nhắc. Ờ đúng rồi. Cô câu 3 em chọn là ông Nam chưa đôi điểm đấy. Chọn B. Chọn B. Rồi câu 4. Em chọn A. Câu 5 chọn gì? Câu 4 là chưa sai. Ông Nam chọn gì? Ông chọn là thật, con cô mới lớp 4 nó còn đang nhắc là playing như này. Câu 6 là chọn gì? Em chọn là play ạ. Nam play. I play. Lan và Nam đang chơi tennis đúng không? A bờ. Đây là chấm điểm mà Nam đây gì và Nam chọn đây gì? Vâng. Bạn Nam chọn đây, đây là chấm điểm mà Nam nhá. Chuẩn bị bất ngờ. Trời ạ. Nghĩa là được một nửa thôi Nam ạ. À. Em nghi là em. Tôi gửi tiếp bài tập lên nhóm cho chúng ta làm. Chứ chúng ta tôi là với em cũng chưa làm hết phần thêm là
quá đi nhóm đi con. Nào tôi gửi tiếp nhá. Dừng tên. Ôi. Ôi. Nhiều quá mẹ ơi. Nào chúng ta phải chăm chỉ học vào mới có kết quả cao được. Còn như này điểm thấp lắm. Vậy chúng ta chăm chỉ học tập lên đi. Chứ này yếu lắm. Gửi lên nhóm rồi. Bạn nào chưa vào nhóm thì bảo các bạn mời vào. Sai mấy câu bạn ý được mấy điểm bố. Mina được 3 điểm đấy. Nam là 3 điểm đấy, phải cố gắng học hơn nhá. Nam cho vào số thôi. À tôi ghi ra đây. Nam. À vậy là phải cố gắng nhiều hơn nhá Nam nhá. Lưu lại đã. Vậy là đấy là bài những bài tập cô gửi rồi, chúng ta chịu khó làm. Và giờ sau xung phong tích cực hơn nhá. Hôm nay tôi chỉ dạy đến đây thôi, xong tôi chỉ hướng dẫn chúng ta lên đây thi. Thi mệt mô trả. Các em vào mạng đao trò game ý. Cô đọc đi để em với ạ. Em vào mô trả vào. Và bu cha đi. Và bu cha tiếng Anh ở trên game ý. Game mô trả vào cửa hàng play. Vào cửa hàng play. Vào cửa hàng play ý. Xong rồi chọn mô trả. Em nói Lingo. Lingo cô thi. Vào cửa hàng bên lại ấn gì hả cô? Ấn bu cha. Bu cha vừa cái mặt như con chó đúng không cô? Đúng rồi. Nhưng mà em không tải được. Con có. Tải về. Không mà chơi xong là vào Lingo nữa. Vẫn thi Lingo nha. Ôi, thế thì có tải được trên máy tính không cô? Máy tính không được. Phải tải Memo Play hoặc là tải sao đọc về không? Tải cái menu play giống như cô này thì về xong mày tải ra, cài ra thì mới được. Máy tính Bluesack. Nhưng mà không nói được. Nếu mà ở máy tính thì nó không nói vào được. Em thưa cô. Vậy em mở máy tính sách tay thì có tải được không cô? Máy tính sách tay em phải tải cái menu play trước. Tải cái menu play giống như cô này. Tải điện thoại mới nói được. Tải menu play giống như cô đây này. Em cũng tải menu play giống cô rồi em tải Bucha. Ừ. Thế. Xong là vào. Ô, tải cái đấy cũng tiền không cô? Không, những cái mất tiền cô có giới thiệu đâu. Nhưng mà cái đấy nó không chỉ là chơi trò chơi xong học từ vựng thôi. Chúng không học được nhiều ngữ pháp đâu. Nếu mà muốn học được nhiều ngữ pháp thì đã phải vào cái Future Land. Bucha xong rồi nó còn có cả. Cô lại gửi cho em link nhóm tiếng Anh được không cô? Bảo các bạn gửi cho. Cô cũng bận lắm. Cô tải xuống cô mà làm nào cô? Cả lớp 6A xong ấn vào cái link của cô xong rồi kết bạn như là được. Các bạn tự mời nhau vào nhá. Xong rồi vào chơi Bucha chơi Lingo đi. Các bạn anh chị lớp 7 ấy lừa vươn lên dẫn đầu trong Lingo nhiều lắm ấy. Chúng ta thì Lingo còn kém lắm. Lát các ơi. Đây Lingo của các em có đạt đã cao đâu. Em có mở em còn nhiều bài tập của em có 700 em không thôi. Em có 10.000 điểm. Em mới có 1.000 điểm, em có mấy điểm em có chơi được. Em không có gì ra mà hàng. Em chỉ có 10.000 điểm nhá. Gian cô. Chủ nhật nhá, thế bây giờ thoát ra làm bài tập cô gửi đi. Còn bây giờ thoát ra làm bài tập cô gửi. Buổi học chúng ta đến đây là hết nhá. Chúng ta chăm chỉ làm bài tập của cô. Đầu tiên là môn tiếng Anh và môn tiếng Anh làm cái nhá. Thế nhá, chào tạm biệt. Chào cô. Nên Memu Play ấy, ghi Memu Play vào trong web của Memu tải. Chào cô. Tải lâu quá. Hoặc là Bluestack nhá.